chấm được xì dầu khác thôi. Hoặc là không chấm nữa, không chấm thì chấm. Rồi. Anh ăn nó nóng không? Chỉ cần mặc một cái áo này thôi. Cái này thôi. Không mua cái áo dày nó mặc nó nóng quá rồi nó sợ. Nhìn áo dày nó mặc cái áo kia nó về nó không cả không. Cái Spider-Man về á. Ừ. Nó mặc thôi là sáng đi là lạnh là sợ quá. Cứ cởi thú của nó ra cho nó. Nên cả xe cái cô và cô lên bảo cái áo này đâu rồi nó mặc vào luôn. Cái bọn này nó cũng đóng luôn. Không nhận luôn. Không nhận luôn. Thì chỉ có cái áo mỏng không có cái áo len à. Ba cái áo ở trong này, một cái áo mỏng, áo khoác mỏng ở ngoài, bốn cái áo rồi. Rất rất gì? Chị... Sao? Này, mấy cái áo kia nó đầu là một cái áo. Con có lạnh không? Con có lạnh không? Cứ nhìn áo dày là nó sợ. Bốn cái bọn này mà nó rét nó run kể thế này này. Nó kéo vào mặt này nhưng mà nó nóng rồi nó không dám mặc đâu. Thằng này kể cả tối ngủ nó không có đắp chăn đâu. Tí là nó lại đẹp ra. Thế mà nó rét cái hôm mà hôm kia là rét là nó ôm chăn thưa đấy.